Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng của các địa phương cho thấy, mỗi đợt phun thuốc diệt trừ muỗi để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đều có một tỷ lệ không nhỏ các hộ gia đình từ chối hợp tác vì sợ mùi, sợ độc hại. Lo lắng của người dân đương nhiên là chính đáng, nhưng hiện nay các loại thuốc được sử dụng để phun diệt muỗi, dập dịch sốt xuất huyết đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm, cấp phép lưu hành, khẳng định không gây hại cho sức khỏe con người. Ngược lại thì chính việc không phun thuốc muỗi mới đe dọa đến an toàn của bạn và người thân. Bạn nên tuân theo chỉ dẫn của các cơ quan chức năng để đảm bảo xử lý côn trùng đúng cách và triệt để. Những lưu ý khi phun thuốc diệt muỗi sốt xuất huyết cần được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo diệt muỗi sốt xuất huyết hiệu quả mà vẫn an toàn với sức khỏe. Các bước cơ bản khi phun xịt thuốc diệt muỗi sốt xuất huyết. Nghiên cứu và lập bản đồ khu vực phun cẩn thận trước khi phun. Phun tối thiểu toàn bộ khu vực có bán kính 300m quanh nhà bệnh nhân. Người dân phải được thông báo để che đậy thức ăn, tắt lửa, sơ tán người và vật nuôi trước khi phun. Hướng xe hoặc người phun đi ngược chiều gió. Điều kiện phun hóa chất diệt muỗi lý tưởng: sáng sớm hoặc chiều tối. Tốc độ gió từ 3 đến 13 km/h. Khi trời không mưa nặng hạt. Số lần phun hóa chất diệt muỗi sốt xuất huyết: 1 đến 2 lần tùy theo kết quả phun. Sau lần phun thứ nhất từ 1 đến 3 ngày, nếu chỉ số mật độ muỗi vằn cao hơn 0,5 con một nhà, sẽ tiếp tục phun lần 2. Lần phun thứ hai cách lần phun thứ nhất từ 7 đến 10 ngày.